sáng nay tại Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền phối hợp Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức hội thi canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 với 13 đội thi thuộc các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long tham dự. Nội dung hội thi xoay quanh các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong sản xuất lúa, bao gồm các vấn đề liên quan đến kỹ thuật canh tác, các giải pháp canh tác thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Tại hội thi, các đội trình bày thảo luận nhiều chủ đề gắn liền với quá trình sản xuất như xử lý ngộ độc phèn trên cây lúa, quản lý nước để hạn chế ốc bươu vàng, hiệu quả của việc bón lót cho sự phát triển của cây lúa. Hội thi nhằm tạo sân chơi để bà con nông dân có dịp học hỏi, trau dồi kinh nghiệm canh tác lúa, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, thu nhập và nhất là thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp. Trước đó, vào tối qua, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình canh tác thông minh trên cây lúa và các loại cây trồng khác giai đoạn 2022-2025.